trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Vâng, kính chào tất cả quý vị của đài. Chương trình luận đàm thời sự của chúng tôi hôm nay gồm có ngồi bên trái tôi là anh Võ Nguyễn Duy Khôi và ngồi bên phải tôi là tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Chúng tôi trở lại với chương trình luận đàm thời sự. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng ta nghe ở bên ngoài cũng như bên trong nước một sự kiện mà rất là đặc biệt, là có một số nhà dân chủ ở trong nước muốn tự ra tranh cử vào trong Quốc hội của Cộng sản Việt Nam. Cái điều này từ trước đến nay ở trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam thì gần như là hoàn toàn không có. Bởi vì chúng ta biết một điều là trong một cái chế độ đảng cử dân bầu thì không có một người nào mà có thể thoát qua cái vòng đảng cử để mà có thể tự ra tranh cử. Hoặc là những người mà có thể tự ra tranh cử thì những người đó cũng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn thuận để có thể được ra tranh cử làm đẹp cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà bây giờ một cái sự kiện mà chúng ta gọi là rất là hy hữu, là có những người ra tranh đấu dân chủ lần này muốn tự ứng cử để vào Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Thì thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, đây có phải là những sự kiện mà chúng ta thấy có vẻ đặc biệt trong một cái thời gian bây giờ phải không ạ? Thì thưa quý vị, thì là trước đây đó, là nhiều năm trước đó, đã có nhiều người cũng muốn ra tự ứng cử. Nhưng mà đây, coi bộ đây nó là một cái phong trào lớn, là vì cái nó lớn theo với cái sự gọi là trưởng thành của cái xã hội dân sự Việt Nam. Trước đây một số người đã ra tự ứng cử, họ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà kỳ này đó là cái xã hội dân chủ, họ những cái người tranh đấu cho dân chủ họ quyết ra tranh cử, thì đây tôi thấy cũng là một cái điều mà đáng chúng ta đáng ủng hộ. Và mình phải thấy là lấy những cái kinh nghiệm những người đi trước đó, thì đây nó là họ can đảm đó, chứ không phải không, vì không phải cá nhân họ không, mà gia đình họ, con cái họ, nhà cửa sẽ bị công an, hay là tay sai của công an, hay là nhiều người gọi là dư luận viên hay gì thì lên báo chửi. Thì tôi thấy ví dụ như là chưa gì đã có tờ báo Quân đội Nhân dân đã lên tiếng là chửi cái vấn đề mà gọi là diễn tiến hòa bình. Thì họ có biết những người này là ai không mà dám chửi như vậy? Thì đây đó, mình phải thấy là họ dám đứng, đây là David chống Goliath. Nghĩa là một nhóm người dân chủ tranh đấu cho dân chủ, họ dám đứng lên. Là nhưng mà đây nó cũng là đúng lúc thôi. Tại sao đúng lúc? Là tại hiện giờ là tháng 5 này là bầu cử quốc hội, nhưng mà tháng 5 cũng là cái tháng mà ông Tổng thống Obama tới thăm Việt Nam, mà Việt Nam cũng tổ chức nhiều cái. Thì nếu mà Việt Nam cứ nói là chúng tôi là dân chủ gấp 1.000 lần hay 10.000 lần gì của các nước khác, thì đây là lúc mà Việt Nam phải đưa ra những cái gì hay. Mà có một cái tôi nghĩ là có một cái như vậy nữa, là nó quan trọng nữa, là ở trong cái những chế độ như là mình ở Mỹ hay ở Pháp đó, thì người nào làm công an hay gì không quan trọng lắm, người nào cũng có thể làm được. Nhưng mà ở các xứ cộng sản đó, thì những người giỏi nhất đó họ đi làm công an, thành ra không phải là họ là những người dạy đâu, dở đâu, họ là những người rất là giỏi. Và họ cũng thấy, tại vì mình thấy là không có chế độ nào, thật ra trong lịch sử thế giới mà lịch sử loài người nó chưa có cái đảng nào mà muôn năm hết. Việt Nam mình cứ nói muôn năm nhưng mà không có cái gì là muôn năm hết, thì nó phải thay đổi. Mà muốn thay đổi, muốn ấy đấy, thì phải cái chế độ phải thay đổi, phải có cái người, và muốn
có cái, những cái tiếng nói mà khác của đảng thì phải có những người dám ra hy sinh, đứng ra để tranh cử. Đó là cái nhận xét sơ khởi của tôi thôi. À, theo cái Khôi đó, thì hiện nay bây giờ có một số những người ở Việt Nam tự ra ứng cử, muốn tự ra ứng cử, thì nếu mà đặt trường hợp Khôi đó, thì Khôi cảm thấy cái mối nguy hiểm như thế nào nếu mà giả dụ Khôi ở Việt Nam, Khôi muốn ra tranh cử? Dạ, vâng thưa bác Kim cũng như quý khán giả. Cái mối nguy hiểm nếu mà mình tự ra ứng cử ở Việt Nam thì rất là lớn. Bởi vì ở Việt Nam, ngoài những cái nguy hiểm như là tội phạm hay gì, thì còn một cái mối nguy hiểm khác, nó có thể là nó lớn hơn cái mối nguy hiểm của tội phạm, mà đó là chống với chế độ. Đó là một cái mối nguy hiểm mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay đặt cái đó vào gọi là thành phần nguy hiểm. Vì chúng ta thấy rất nhiều những cái gương trong quá khứ, ví dụ như một người vừa mới tranh đấu, vừa mới ra tù, vừa mới họ chịu cái án tù xong thì mấy tháng sau lại bị bắt vào vì tranh đấu, chứ không phải là vì những cái vì chụp mũ là chống chế độ. Thì cái mũ chống chế độ đó, nó là một cái mối nguy hiểm còn hơn là một cái mối nguy hiểm của những cái tội phạm hay gì nữa, thưa chú. Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, như thế thì là theo cái nhận định của Khôi và theo cái nhận định sơ khởi của tiến sĩ Đinh Xuân Quân á, thì ở những người đã tranh đấu ở lần này ở Việt Nam ấy, là những người mà chúng ta gọi là những người rất là can đảm, mà chúng ta tạm gọi là châu chấu đá xe. Nhưng mà với cái châu chấu đá xe như thế này đó, thì trong lịch sử của Việt Nam cũng đã từng là châu chấu đá xe mình đã mà đã làm cho xe lật đổ rồi. Vậy thì cái mà Đinh Xuân Quân có thể, anh có thể vẽ thêm cho chúng ta thấy một cái tiến trình như thế nào trong tương lai gần? Mình thấy là tôi đó, thì là tôi có một cái đặc biệt là tôi làm cái nghề, tôi là cái chuyên gia tổ chức chính phủ và để cho họ phát triển. Tôi là kinh tế nhưng mà chuyên về cái đó. Thì trong những cái mà quan trọng đó, trong mỗi xã hội đó, là những cái người thấp bé có thể nói được, có phải có tiếng nói của họ. Mà thường thường bây giờ mình thấy tiếng nói của họ là đâu? Là ở ngoài đường, là xuống đường, là biểu tình, là cái gì. Chứ còn nếu mà những cái người mà có tiếng nói ở trong quốc hội đó, thì tự nhiên đó, cái vấn đề mà tranh chấp nó được bàn cãi, chứ không phải phải dùng dùi cui mà đánh người ta. Thì do đó đó, tôi thấy đây là không những mà họ, mình chưa nói tới những cái can đảm mà hy sinh của mấy người kia, những kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng mà mình thấy là cái xã hội nào cũng vậy, họ cũng phải mong đi tới một cái gọi là cái tiến trình, cái tiến bộ của loài người, nó đưa họ tới một cái chỗ khác nhau, chứ chà nhá mới đầu cứ mỗi ngày cứ đánh nhau cái xuống đường ngoài sao. Thì đây nó là một cái cách để giải quyết những cái tranh chấp, những cái khác biệt ý kiến, bất đồng ý kiến một cách ôn hòa. Thì các cái xã hội mà mình nói là như là Âu Châu, Mỹ Châu thì họ cũng mất nhiều trăm năm thì họ mới đi tới được cái đó. Thì ở Việt Nam thì cũng không khác gì, vì mình ở miền Nam thì mình hiểu cái đó, nhưng mà ở miền Bắc thì họ đâu có cái vụ đó. Do đó đó thì phải có thời gian, nhưng mà phải có người phải đứng ra hy sinh thì mới đi tới cái chuyện đó được. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau những phần nghỉ. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc
714-262-7028.